Chiến thắng sau 3 giờ 17 phút giúp Djokovic trả món nợ trước Medvedev ở chung kết Mỹ mở rộng 2 năm trước. Lần này, trận chung kết cũng chỉ diễn ra trong 3 set. Nole lấn lướt đàn em ở set 1 cũng như set 3 và bản lĩnh hơn ở loạt tiêm bớt set 2. Chức vô địch thứ 4 tại Mỹ mở rộng giúp Djokovic gia tăng kỷ lục Grand Slam lên con số 24, hơn Rafael Nadal 2 danh hiệu. Djokovic chỉ một lần thua game giao bóng trong cả trận khi anh dẫn 3-1 set 3. Lỗi kép cùng những lỗi đánh hỏng khiến tay vợt Serbia tưởng như đánh mất lợi thế khi ở gần chiến thắng. Trước đó, trong set 2, Djokovic lộ dấu hiệu mệt mỏi sau những loạt bóng mềm trên dưới 30 lần chạm vợt với Medvedev. Trong khi Medvedev lấy lại sự tự tin và liên tục kéo đàn anh vào những màn đọ thể lực, Djokovic nhiều thời điểm tỏ ra kém bền bỉ bằng đối thủ. Ở game cuối set dài hơn 12 phút, Nole phải vất vả cứu set point. Trong set đấu với độ dài trung bình của những loạt bóng mềm là 6,5 lần chạm vợt, Medvedev có phần nhỉnh hơn khi thắng 26 trong 44 loạt bóng dai dẳng. Djokovic phải thay đổi, tìm cách kết thúc những điểm số nhanh hơn. Chiến thuật giao bóng lên lưới nhiều lần giúp anh thoát hiểm. Djokovic thắng toàn bộ 11 lần giao bóng lên lưới trong set 2 để kéo set đấu vào tie break. Trong loạt đấu cân não, Medvedev sớm dẫn 3-1, nhưng bằng ý chí kiên cường và đẳng cấp, Djokovic giành 3 điểm liên tiếp ở cuối loạt đấu để thắng ngược 7-5 trong tie break, khép lại set đấu dài 1 giờ 45 phút. Trước đó, ở set đầu, Nole chỉ cần 48 phút để vượt qua đàn em nhờ game thắng đỡ bóng duy nhất. Nhưng anh thắng ngay ở game trả giao kế tiếp, với điểm nhấn là cú trái tay dọc dây ghi điểm winner. Medvedev cố gắng trở lại ở game giao quyết định của đàn anh, nhưng không thể. Djokovic thắng 6-3 ở set 3 để giành Grand Slam thứ 3 trong năm 2023.